đánh cá với Như Lai. Thích Ca vừa đến Linh Tiêu, bỗng nghe tiếng khí giới chạm nhau chan chát vang lên. Thích Ca liền bảo Lôi Công bãi chiến và kêu Tề Thiên hỏi. Tề Thiên nghe kêu, hiện nguyên hình bước tới hét lớn. Nhà ngươi ở xứ nào, dám tới đây khuyên giải? Thích Ca cười nói. Ta ở Cực Lạc, hiệu Thích Ca Như Lai. Nghe tin ngươi ngang dọc náo loạn thiên cung, nên đến đây khuyên ngăn. Chẳng hay ngươi sinh ở đâu, thành đạo từ năm nào, vì sao lại phản trời như vậy? Tề Thiên nói. Trời đất khiến đá nứt sinh ta. Lâu nay ở non Tiên Hoa Quả Động Thủy Liêm, từ thuở nhỏ theo thầy Tây Thổ, luyện phép trường sinh bất tử. Nay thấy trùng giới thâm u, muốn ngự chương tòa, thay vì Thượng Đế. Bởi thiên tướng cản ngăn nên ta loạn đả thiên cung, quyết buộc Ngọc Hoàng nhượng chức. Thích Ca cười nói. Chẳng qua ngươi cũng là một con khỉ thành tinh, sao dám lớn mộng cướp ngôi trời? Giả Thượng Đế tu đến 1.500 năm chục kiếp, mỗi kiếp có nhiều năm, còn ngươi tu luyện bao nhiêu mà dám lên ngôi báo? Sao ngươi không biết lẽ phải, lo phần tu niệm, còn quen thói dọc ngang, gặp đạo cao e cho uổng kiếp? Tề Thiên vẫn hiền ngang nói. Đi tu nhiều để rồi làm vua cho được lâu sao? Thế thiên hạ tuần hoàng thì ngôi báo cũng phải thay đổi. Người mau bảo Thượng Đế nhường ngôi, bằng không ta phá nát thiên cung. Thích Ca trầm tĩnh nói. Trừ phép trường sinh và biến hóa của ngươi ra, ngươi còn phép gì cao siêu hơn nữa mà dám giành ngôi Thượng Đế? Tề Thiên nói. Ta có 72 phép quyền công, luyện đặng trường sinh bất lão và cân đổ dân không ai sánh kịp. Nhảy hơn 10.800 dặm, tài phép như vậy, ta thay ngôi trời chẳng xứng sao? Thích Ca nói. Vậy ngươi cùng ta đánh cuộc coi tài phép bậc nào. Rồi Thích Ca giơ bàn tay ra nói tiếp. Nếu ngươi nhảy khỏi bàn tay hữu này, ta sẽ nói Thượng Đế nhường ngôi cho ngươi, để khỏi tốn công chiến đấu. Bằng ngươi nhảy không đặng, phải sớm trở về trung giới tu thêm ít kiếp mới đủ sức đoạt ngôi trời. Tề Thiên nghe nói cười thầm. Ta nghe tiếng Thích Ca từ lâu, sao còn quê mùa đến vậy? Lão Tôn nhảy một cái có tới 10.800 dặm, xá chi bằng tay là bao lớn mà bày đặt đánh cuộc. Qua ý nghĩ đó, Tề Thiên dục hỏi. Người hứa như vậy có chắc không? Thích Ca đáp. Chẳng lẽ ta dối người sao? Dứt lời, Thích Ca xòe bàn tay hữu ra bằng lá sen. Tề Thiên cất thiết bản, co chân nhảy vọt qua và la lớn. Ta qua khỏi, Thích Ca thấy rõ chăng? Bỗng Tề Thiên đưa mắt nhìn quanh, thấy có 5 cây cột màu đỏ như thịt, trên đầu có mây xanh, bèn nghĩ thầm. Ta nhảy xa quá, dường như đã cùng đường rồi. Có lo chi Thích Ca không nói Thượng Đế nhường ngôi, nhưng ta phải làm dấu để phòng khi đối nại với Thích Ca. Liền nhổ lông quá ra viết mật, đề lên cột 8 chữ: Tề Thiên Đại Thánh, Đáo Thử Nhất Vụ. Viết xong đái vào cột thứ nhất, rồi mới dùng phép cân đổ dân trở lại, nói Thích Ca. Lão Tôn đã nhảy qua khỏi tay, ngươi mau nói Ngọc Hoàng nhượng chức. Thích Ca nổi giận mắng. Còn khỉ đái vất, chưa ra khỏi bàn tay ta sao đòi nhượng chức? Tề Thiên hiu hiu tự đắc đáp. Lão Tôn nhảy qua khỏi tay đến chân trời, thấy có 5 cây cột với vần mây xanh. Ta đã làm dấu rồi, ngươi không tin thì đến đó mà xem. Thích Ca nói. Ta không cần đến đó làm gì, ngươi hãy cúi đầu xuống coi nhà ngươi đã nhảy đến đâu. Tề Thiên nhìn xuống thấy ngón tay giữa của Thích Ca có đề 8 chữ: Tề Thiên Đại Thánh, Đáo Thử Nhất Vụ. Và nơi dưới ngón tay cái còn hinh hỉnh hơi bọt của nước đái khỉ. Ngô Thừa Ân. Lời bàn. Tây Du Ký là một pho tiểu thuyết hoặc kê tài tình nhất của Trung Hoa, trong đó xen lẫn một cách hồn nhiên những gì sâu sắc nhất mà cũng tầm thường nhất, cao siêu nhất mà cũng ngu ngốc nhất. Bởi vậy, nó đã thỏa mãn được mọi tầng lớp con người trong xã hội, từ bậc đại trí đến những hạng ngu đần nhất, già trẻ, lớn bé, đàn ông, đàn bà, con trai, con gái,
không ai đọc đến mà không cười. Tôn Ngộ Không là một con khỉ đá, thạch hầu, tượng trưng bộ óc thông minh, tài năng quán thế và đầy ngạo nghễ của lý trí. Vì tham vọng chinh phục tất cả ngoại vật không bao giờ biết dừng, ngày nay gọi là khoa học vạn năng chinh phục cả không gian và thời gian. Tam Tạng tượng trưng tâm đạo chất phát thật thà, đạo học, cả hai đại diện cho trí, ngộ không, và tâm, tam tạng. Bát Giới tượng trưng thị dục vua bờ bến của thú tính nơi con người. Sa Tăng thật thà chất phát hơn là sức chịu đựng nhẫn nại của phần thể xác. Cả bốn thầy trò là bốn yếu tố chính trong con người. Bốn người kỳ thực là một. Thiếu một, tập đoàn này không sao đi đến Tây Phương Cực Lạc. Pascal ví người ta có hai phần, một ông thánh và một con thú. Phần thánh là tam tạng và ngộ không, tâm và trí. Thị dục là phần con thú trong người, đó là bát giới. Cho nên, dù là bậc thánh như tam tạng, thường cũng hay nghe lời thị dục hơn là lý trí. Tam tạng thường hay thiên vị bát giới hơn ngộ không. Bản tính loài người là vậy. Bài văn trên đây miêu tả một cách hết sức khôi hài và có duyên cái tính tự cao tự đại của con người sống bằng trí và cái tinh thần u mặc tế nhị của Phật Tổ Như Lai. Nhà Phật chuyên về quyền tướng, cân đổ dân của Tề Thiên với một cái nhảy đến 10.800 dặm, vậy mà cũng không thoát khỏi bàn tay của Như Lai. Không còn gì khôi hài bằng cái cao vọng của khoa học lý trí, dù có tài năng đến đâu cũng không bao giờ thoát khỏi bàn tay của thiên nhiên tạo hóa. Dù tài giỏi như ngày nay, người ta đã vượt không gian đổ bộ nguyệt cầu, thì chung quy cũng nằm trọn trong bàn tay của thiên nhiên tạo hóa. Biết đâu rồi cũng chỉ là một ảo vọng ê chề của Tề Thiên Đại Thánh, toàn là quyền tướng. Ai kia bên trời Tây đã tự hào chủ trương thủy tổ loài người là khỉ, nhưng lại bị người đạo đức hương nguyện trách cứ vì đã đánh mất nguồn gốc thiêng liêng của loài người. Nghĩ thật oan uổng và hài hước. Phải nói họ đã bắt chước người Đông Phương mà không dè. Người Đông Phương sở dĩ có chỗ khác biệt với người Tây Phương là Đông Phương thì hài hước mà Tây Phương thì trang nghiêm. Bởi vậy người Tây Phương đọc Tây Du Ký thì cười mà đọc Darwin thì giận. Tổ tiên loài người lẽ nào là con thú? Nếu nói như Đông Phương, con người là cả bốn thầy trò, Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Sa Tăng và Bát Giới. Hoặc nói như Pascal, con người không phải là một vị thánh, cũng không phải là một con thú, mà là cả hai, thì đâu có bị thiên hạ rầy ra. 19. Cầu nước trường sinh. Đêm đó, bốn thầy trò Tam Tạng đang yên giấc thì bỗng vào khoảng canh hai, có tiếng chiên mõ vọng lại inh ỏi. Tôn Hành Giả lén ngồi dậy, mặc áo, nhảy lên mây trông xuống. Thấy bên mé nam đèn đuốc sáng lòa, có một đạo sĩ đang đứng lễ bái trên điện Tam Thanh. Ba vị tiên ông mặc áo bát quái, đứng đọc thần chú. Hai bên bảy tám tên đồ đệ đánh trống và dân hương. Tôn Hành Giả tức cười, muốn hiện xuống làm cách phá chơi và bỏ ghét. Nhưng một mình e không nên việc, liền vội trở về rủ Bát Giới Sa Tăng. Tôn Hành Giả lén dỗ Sa Tăng dậy, nói nhỏ: "Ngộ Tịnh, mau thức dậy, ta có chuyện này hay lắm." "Sư huynh không ngủ sao?" Tôn Hành Giả nói: "Mau ngồi dậy, lén cùng ta đi dự tiệc." Sa Tăng hỏi: "Tiệc gì lúc canh ba này?" Tôn Hành Giả nói: "Tại miếu Tam Thanh, đạo sĩ đang lập đàn làm chay cúng tế. Trên bàn thờ có hơn 70 cân bánh in, còn bánh bao thì nhiều lắm. Đó là chưa kể đến các thứ trái cây bày la liệt. Sư đệ hãy cùng ta đến đó hưởng cho mau, kẻo chúng cúng xong dọn hết." Bát Giới nghe bàn, dục ngồi dậy nói: "Sao không kêu tôi đi với?" Tôn Hành Giả nói nhỏ: "Đừng có om sòm mà thầy thức dậy, muốn ăn thì lén đi theo ta." Ba người mò ra khỏi phương trượng, đằng dân đến miếu Tam Thanh. Bát Giới thấy bánh trái để trên bàn cúng nhiều quá, muốn xáp vào làm hỗn. Tôn Hành Giả nắm lại, nói rằng: "Đừng có ham ăn làm liều hỏng cuộc, cứ để cho nó tan lễ rồi sẽ tính." Dứt lời, bắt ấn niệm chú, hớp một hơi gió bên hướng tốn thổi ngay vào.
Tức thì gió ầm ầm nổi lên làm tắt đèn, bài tưởng hết. Các đạo sĩ thất kinh hồn vía. Hổ Lực đại tiên nói: "Trận cuồng phong to quá, làm đổ cả cổ bàn. Thôi chúng ta đi nghỉ, ngày mai sẽ tụng kinh bổ khuyết." Các đệ tử tuân lệnh, để cả đồ đạc y nguyên kéo nhau đi ngủ. Tôn Hành Giả cười khúc khích, nắm tay Sa Tăng và Bát Giới kéo lại nói nhỏ: "Bây giờ thì cứ tha hồ mà xơi." Ba người nhảy phóc lên bàn, mờ trúng món gì thỉnh món đó. Bát Giới lăng xăng, chạy bên này, nhảy bên kia. Tôn Hành Giả nói: "Đừng có bốc hốt như con nít, hãy ngồi ăn cho tề chỉnh." Bát Giới nói: "Đã ra thân ăn dụng mà còn nói gì đến lễ nghi, ăn ngốn ngấu cho xong, chúng nó hay được mất ăn cả lũ." Tôn Hành Giả hỏi: "Ba cái cốt tam thanh ở đâu?" Bát Giới đưa tay đỡ mấy pho tượng lên nhìn mặt rồi nói: "Đây là cốt ông Nguyên Thủy, chúng ta đặt ngồi giữa. Đây là cốt ông Thái Thượng Lão Quân, chúng ta đặt ngồi bên hữu. Còn đây là cốt ông Linh Bửu Thiên Tôn, chúng ta đặt ngồi bên tả." Tôn Hành Giả nói: "Chúng ta phải giấu ba cốt tượng này, rồi hiện hình ba vị tam thanh thì ngồi ăn mới yên ổn." Bát Giới nghe nói đắc ý nhảy lên, lấy mỏ ủi ngã cốt ông Thái Thượng xuống và mỉa mai nói: "Thôi, ông ngồi đã mãn tiệc rồi, xin tránh chỗ cho tôi làm ba miếng." Sa Tăng cũng bắt chước Bát Giới xô ngã tượng Linh Bửu, rồi hiện hình ngồi trên đài. Tôn Hành Giả nói: "Không xong, đừng làm biến, hãy giấu mấy cốt tượng kia đã, kẻo chúng thấy thì bể chuyện." Bát Giới nói: "Ba cái cốt to thế kia chỗ nào mà giấu được?" Tôn Hành Giả nói: "Ta thấy mạng bên trái gần đây có cái ao, đưa cả xuống tiện lắm." Bát Giới nhảy xuống, hai tay rinh ba cốt tượng đem thả xuống ao, rồi buông bả trở về ngồi vào chỗ mình. Tôn Hành Giả chỉ ăn toàn trái cây, Sa Tăng Bát Giới thì món nào cũng hảo cả. Ba người là một hơi, cố bàn sạch bách. Giữa lúc đó, bất ngờ có tên tiểu đạo sĩ vì bỏ quên cái đẩu trên bàn nên ra đó mà kiếm. Vừa bước lên đàn, chợt nghe có hơi thở như hơi người và có tiếng chép miệng. Tên tiểu kinh hoàng quay lưng lại thì vừa dậm phải vỏ chuối trật té chỏng giò. Bát Giới không nhịn được cười, phá lên cười ha hả. Tên tiểu đạo sĩ quảng vía vừa chạy vừa la. Ba vị đạo sĩ còn thức nghe la bước ra hỏi: "Việc gì vậy?" Tiểu đạo sĩ thưa: "Thầy ôi, không xong, đệ tử bỏ quên cái đẩu trên đàn nên ra kiếm, nghe có tiếng người thở và tiếng cười sằng sặc trên bàn." Ba đạo sĩ nổi giận hét: "Hãy thắp đèn lên, tà ma ở đâu dám lộng hành như vậy?" Trông thấy ánh đèn lấp loáng, Tôn Hành Giả đưa tay nắm lấy Sa Tăng, Bát Giới giữ lại. Hai người hiểu ý, ngồi im không dám hành động. Các đạo sĩ rọi đèn khắp nơi tìm không thấy gì cả. Lộc Lực đại tiên nói: "Không thấy người nào đến đây, cớ sao cổ bàn đều mất hết?" Hổ Lực đại tiên tức giận, rọi đèn khắp nơi, thấy vỏ trái cây lột bỏ ê hề, còn bánh bao chỉ còn mấy cái, lẩm bẩm: "Lạ lắm, ít ra cũng phải có kẻ nào lén vào đây ăn mới có dấu vết này chứ." Dương Lực đại tiên nói: "Sư huynh đừng nghi ngại, có lẽ vì chúng ta lòng thành nên tam thanh tổ sư giáng hạ nhậm lễ. Sẵn dịp ngài còn đây, chúng ta lại xin kim đơn dâng cho triều đình, kẻo lâu nay ao ước." Hổ Lực đại tiên khen phải, liền khiến các đệ tử gióng trống lên để cầu đảo. Hổ Lực đại tiên quỳ trước bàn thờ vang vái: "Vua Sa Trì lâu nay ao ước được kim đơn, xin tổ sư ban ơn huệ." Bát Giới bấm tay Tôn Hành Giả nói nhỏ: "Biết như vậy lúc nãy đừng ăn ráng, cứ ra về cho sớm có hơn không, ăn thêm một chút ít không thấm vào đâu mà mang quả." Tôn Hành Giả bấm tay Bát Giới bảo im lặng rồi lên giọng: "Các tiểu tiên đừng lại nữa. Chúng tôi vừa dự yến nơi bàn đào về đây không có đem theo linh đơn dược. Dịp khác sẽ cho." Các đạo sĩ nghe tượng tam thanh trỗi giọng sợ run lập cập. Nhưng khi nghe hết câu mừng rỡ quỳ lại và nói: "Thiên Tôn ít khi giáng lâm, khó có dịp đệ tử được hầu. Xin Thiên Tôn thương tình đệ tử." Hổ Lực đại tiên quỳ lại nói tiếp: "Đệ tử hằng mong ước được vài giọt nước kim đơn uống để sống lâu. Thiên Tôn đã giáng lâm, lẽ nào không thương tưởng?" Sa Tăng bấm Tôn Hành Giả nói nhỏ: "Bọn này có lẽ thích nước kim đơn lắm nên cầu xin mãi, chúng ta tiếc gì mà không cho." Tôn Hành Giả hiểu ý, cất giọng nói: "Chư đệ tử đã thành tâm lập đàn cầu nguyện, thôi ta cũng xin vui lòng để lại đây một ít cho chư đệ tử dùng." Các đạo sĩ đồng quỳ lại tạ ơn và nói:
Thiên Tôn rủ lòng thương như vậy, từ nay triều đình tất trọng đạo ta. Tôn hành giả nói, các người hãy đem đồ đựng lại đây. Ba vị tiên ông liền đứng dậy khiêng một cái ghé lớn để trước bàn tượng. Còn bọn đệ tử, đứa thì bưng chậu, đứa thì rút bông lấy chân lục bình để phụ vào. Tôn hành giả nói, các người di tản hết đi, để ta dùng phép trao nước lên đơn. Nếu kẻ nào rình xem sẽ bị đuôi mắt. Các đạo sĩ vâng lời đánh mặt nơi khác. Tôn hành giả đứng dậy, giới lấy chân lục bình, dán quần đái vào đó đầy nhóc. Bác giới cũng nói, tôi cũng thốn bụng cho tôi đái với được chăng. Tôn hành giả chỉ cái ché cho bác giới. Bác giới sổ một hơi hơn nửa ché. Sa tăng cũng phụ vào. Xong tôn hành giả gọi các đạo sĩ đến lãnh nước linh đơn. Các đạo sĩ lật đật chạy đến cúi đầu lạy tạ, rồi bưng chậu ché và chân lục bình xuống dưới bàn. Hổ lực nói đệ tử đem chén chung lại uống, rót uống một hớp, vừa nuốt qua khỏi cổ hổ lực vừa chùi miệng và nhăn mặt. Lộc lực lấy làm lạ hỏi, kim đơn là thuốc tiên uống ngon lắm, cớ sao lại cao mày? Hổ lực đáp, không ngon, hơi khai. Lộc lực không tin, lấy chén múc vào chậu uống một hớp rồi cũng nhăn mặt nói, có hơi nước đái heo. Tôn hành giả nghe nói biết đã bại lộ, liền hiện nguyên hình nạt lớn rằng, chúng bay là những đứa ngu muội, đó là nước đái của ta, đâu phải kim đơn mà uống. Ba vị thiên ông thất kinh hét, mày là ai lại đến đây vô lễ vậy? Tôn hành giả cười ha hả nói, ta là Tề Thiên, theo thầy ta đến Tây Phương thỉnh kinh. Nhân qua đây thấy các ngươi thết tiệc ghé vào ăn uống cho vui, bởi vì các ngươi khẩn khoản cầu xin kim đơn, nên ta mới cho một ít nước tiểu làm kỷ niệm. Các đạo sĩ nổi giận, kẻ sách chổi đập, người vác gạch ngói liện. Ba anh em tôn hành giả vội vã đằng dân bay về. Ngô Thừa Ân. Lời bàn. Câu chuyện trào lộng trên đây đã nói lên một chân lý vô cùng quan trọng cho những ai ưa thích học theo phái thần tiên, cầu ngoại dược để được trường sinh bất tử. Nhất là lúc này, phong trào chơi cơ, cầu cơ, thỉnh tiên, nhập cốt đang bành trướng mạnh. Thuở nhỏ, tôi thường tò mò lui tới những nhóm anh em rải rác chơi cơ và cầu cơ. Tôi cũng đã đọc được rất nhiều sách của người Tây Phương nghiên cứu về vấn đề này, và tôi đã từng chứng kiến nhiều đàn tiên trong khắp miền Nam. Tôi đã đọc rất nhiều sách của nhóm Thông Thiên Học, cũng như La Théosophie và Ieris Briaris của Larry Rednon. Tôi dám quả quyết rằng phần đông chúng ta đều đã không nhiều, cũng ít bị trò đánh lừa kiểu ba anh em tôn hành giả, sa tăng và bát giới. Câu chuyện cầu thuốc trường sinh trên đây trong Tây Du Ký quả là một câu chuyện mang tính cách u mặt thượng thừa, có công dụng lập đức. Tây Du Ký cười tất cả, không đề cao bất cứ thứ gì. Phật tổ cũng không tha, đạo gia cũng bất kể. Trong nền văn học u mặt của Trung Hoa, riêng tôi cho nó là một kỳ quan hiếm có. Phải tinh thông tam giáo, nguyên bác tam quyền mới có thể hiểu được những ý nghĩa sâu kín chứa đựng trong bộ truyện phi thường này. Nhiều nhà phê bình của ta luận về tác phẩm này đã nhìn bằng cặp mắt thực thà của các nhà luân lý. Họ làm gì hiểu nổi phần u mặt thượng thừa của Tây Du Ký? Thật đáng tiếc.